Sau đây cô sẽ hướng dẫn cho các bạn gam rê thứ 3 loại: rê thứ tự nhiên, rê thứ hòa thanh và rê thứ giai điệu. Trước khi cô làm mẫu ở hai tay cùng lúc thì cô sẽ làm riêng tay. Chúng ta sẽ đặt nốt rê ngón 1 bên cạnh phím đô trung tâm. Chúng ta sẽ dùng ngón 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, kết 5. Gam rê thứ thì có dấu si dáng nhé. Bây giờ cô sẽ chơi tay phải. Và tay trái thì chúng ta cũng chơi ngón tay là 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 và 3, 2, 1, giống như gam la thứ đúng không? Bây giờ cô sẽ thực hành tay trái như sau. Đó là phần chơi từng tay. Và bây giờ thì cô sẽ ghép hai tay. Và chúng ta lưu ý là vào phòng thi chúng ta cần phải chơi hai tay, hai quãng 8 nhé. Và đối với gam rê thứ hòa thanh thì ngoài dấu si dáng chúng ta sẽ có thêm dấu đô thăng ở cả chiều đi lên và đi về. Và ở gam rê thứ giai điệu thì chiều đi lên chúng ta không cần chơi si dáng nữa. Chúng ta sẽ chơi si thường, đô thăng. Nhưng chiều đi về thì chúng ta sẽ chơi giống gam rê thứ tự nhiên nhé. Ngón tay vẫn y hệt như cũ thôi. Cô Hoàng Vân đã vừa hướng dẫn xong cho các bạn gam rê thứ ở 3 loại. Chúng ta chọn một trong 3 loại này luyện tập thuần thục nhé.